lớp 1 bài 5 thì lúc nãy lớp 1 bài 4 là chúng ta đang xử lý trên một cái file GSB và chúng ta đang xử lý trên doGet đối với lại bài lớp 1 bài 5 thì chúng ta sẽ xử lý trên hai file ở phần frontend, một file để mình lấy dữ liệu và một file để chứa dữ liệu xuất ra. Và ở bên trong của cái servlet thì chúng ta dùng đến doBot. Và chúng ta sẽ xử lý cái đoạn code này như thế nào. Trước tiên chúng ta tạo ra cái param servlet form và success. Ở chỗ này chúng ta sẽ new một cái servlet và chúng ta sẽ đặt cho nó là param servlet. Ở bên view chúng ta sẽ tạo hai cái view new CSB form và chúng ta lại new thêm một cái nữa rồi. Trong cái đoạn này chúng ta sẽ viết gì đối với lại cái file param thì chúng ta sẽ kế thừa từ http servlet và chúng ta sẽ viết phương thức là doGet. Mới lên là nó sẽ chạy doGet trước nha các bạn. Và trong doGet này thì chúng ta sẽ dùng request.getRequestDispatcher và chúng ta sẽ gọi đến cái form seekView.seekForm.gsb nhớ forward nhé. Các bạn không forward là nó không chạy đó. Chấm phẩy. Tại thời điểm này đối với lại doGet thì chỉ có vậy thôi. doGet chỉ có vậy. Và mình chạy cái form lên, đây cái form nè. Mình mở cái form lên để mình viết cái code cho cái form. Trong form có gì? Trong form của chúng ta các bạn đổi thành UTF-8 hết giúp thầy. Rồi chỗ này mình có header. Header của mình, ok, thay vì insert title here thì chúng ta để FPT Polytechnic. Các bạn để thêm cho thầy cái thông tin số thứ tự, mã số sinh viên, tên. Đấy, để làm gì? Để khi mà các bạn chạy lên á, thầy nhìn là thầy biết à cái bài này của ai. Rồi, ở trong này body thầy sẽ tạo một cái form. Tạo một cái form. Thì trong cái form này chúng ta sẽ có action giống như lúc nãy, chúng ta sẽ chỉ về đâu? Chỉ về cái parameter của mình ở bên kia. Như vậy thì bên này mình sẽ thiết lập cho nó parameter là gì thì mình sẽ chỉ về cái đó. Web. Và chỗ này chúng ta đặt parameter cho nó là seek poly. Seek f poly seek param chấm php. Chỗ này chú ý thêm có thể là lab 1 nữa đó nha. Các bạn chạy đi, rồi tí nữa nó có vấn đề thì các bạn sửa và cố gắng nhớ là làm thế nào để cho nó đừng lỗi đường dẫn. Form. Rồi đưa vô đây giúp thầy. Sau đó các bạn sẽ chọn cái phương thức
trả về ha, method các bạn chọn phương thức trả về giúp thầy là post, thì nó sẽ trả về do post. Post thì nó sẽ trả về do post. Và bên trong này chúng ta sẽ viết một cái input và một cái submit. Input mặc định của chúng ta, chúng ta sẽ đặt là name bằng họ tên và một cái button submit. Button submit. Rồi. Ở bên kia, ở bên cái param này, chúng ta sẽ lấy cái họ tên này về. Sau khi chúng ta có họ tên thì chúng ta sẽ chuyển sang đây. Được chưa? Như vậy chúng ta code luôn cái chỗ này luôn, cái trang của phần success luôn. Thì ở chỗ này chúng ta sẽ có một cái H1 thôi. H1 chỗ này chúng ta sẽ có là kết quả. Đô la message. Và đổi cái này thành UTF-8. Đổi 3 chỗ. Các bạn có thể dùng Ctrl H để các bạn đổi. UTF-8. Rồi bên param này mình sẽ xử lý gì ở do post? Các bạn sẽ gõ vô đây do post. Trong phần do post này thì chúng ta cũng dùng phương thức để chúng ta get cái param về. Giả sử chúng ta dùng string họ tên bằng request.get parameter, và cái mà mình get là nó ở đâu? Name. Cái mà mình get là ở name. Tại sao mình lấy name? Lý do là bên form nè. Á, họ tên. Ok, sorry. Họ tên. Bên form mình để là họ tên. Trả về đây. Thì mình sẽ get từ đây. Và sau đó, các bạn cũng dùng request. Các bạn chọn là set attribute. Đi đâu? Bên kia mình nói gì? Message đúng không? Thì bên param này là message. Rồi. Và mình gọi cái gì nào? Request.get requested feature. Và các bạn chỉ đường dẫn đến là view suyệt success chấm gsb chấm forward. Rồi, vấn đề của chúng ta có thể gặp phải là cái chỗ form và cái serverless. Vấn đề có thể gặp phải param. Lab 1 view form. Ồ, thầy bị sai cái gì biết không? Tự nhiên chấm chứ sao lại đi xịt. Rồi, chỗ này chúng ta gõ vô đây Trần Quang Bình submit. Chú ý ở phía bên trên cái serverless giúp thầy, nó hiển thị trên cái parameter trên cái URL submit. Vấn đề gì? F poly param, cái của mình lab 1 thiếu đúng không? Nãy thầy nói rồi.
các bạn sẽ bị thiếu ở chỗ này. Như vậy thì mình có thể có nhiều cách sửa. Chỗ này mình sẽ thêm vô gì? Xuyệt lap 1. Xuyệt lap 1 là nó chỉ đến đúng vị trí. Kết quả Trần Văn Bình. Dễ không? Quá dễ. Nếu như mình chuyển về đây, cái chỗ này thay vì là họ tên bạn để trong string, thì chúng ta chuyển về và chúng ta ép nó qua số. Ép số xong thì chúng ta muốn làm gì làm? Cộng trừ nhân chia. Được không? Lab 1 bài 5 đã hoàn thành. Sao nó dễ quá ta? Lab 1.